số 98 đang liều mạng gõ bàn phím, chỉ cần có thể thành công thăng cấp lên D, anh sẽ rời khỏi nơi này, được đưa đến một nơi tốt hơn. Nhóm tay sai này đang ngồi thành một hàng gõ, bàn phím các con số trên màn hình liên tục thay đổi, số 98 ngày này qua ngày khác làm việc. Thực ra anh rất mệt mỏi với những ngày như vậy, nhưng con anh tháng sau sẽ phải đóng học phí và anh phải làm công việc vất vả này. Đúng lúc này, số 58 đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ nhất, đèn trên đầu anh đột nhiên bật sáng, sau đó một chiếc kìm lớn từ trên cao giáng xuống kẹp đầu 58, đưa anh đến một trạm mới. Điều đáng mừng là số 98 ngay lập tức ghen tị khi nhìn thấy điều đó. Sau đó, anh nhanh chóng gõ bàn phím, vị trí liên tục được tăng lên. Các con số trên màn hình cũng nhảy lên nhanh chóng, không biết qua bao lâu, cuối cùng số 98 cũng đã đạt đến vị trí thứ nhất. Lúc này anh ấy rất vui vẻ, sau đó, ngọn đèn trên đầu chỉ sáng lên cho anh ấy, một chiếc kìm từ đó hạ xuống. Số 98 được đưa lên tầng 2, ở đây tốt hơn rất nhiều, không chỉ có cây xanh mà còn có cả cà phê. Thế rồi một ngày làm việc khác lại bắt đầu. Khi camera từ từ phóng to, hóa ra vẫn còn một hàng tay sai đang ngồi ở đây gõ bàn phím thật nhanh, nụ cười vui vẻ của số 98 dần biến mất.